chúng ta xem lại tình huống này. Pha đi bóng rất khó chịu của Wilfeza. Và trong tình huống này là của Jason Wilson, bóng đi rất khó. Tình huống mà Lewis đã cũng bị phần nào bị che khuất bởi chính những người đồng đội của anh. Tỷ số là 1 dành cho bóng của Alex Baddew. Hiệu ứng mang tên Alex Baddew đã ngay lập tức mang đến những niềm tin và sự khởi sắc dành cho các cầu thủ Crystal Palace. The Eagle đang bay cao. Những chú đá bàn của thầy London.